đặc biệt là mình rất cần ý kiến đóng góp của các bạn về những cái tên, những cái đầu sách hay trong cái ngành này để mình có thể đọc và để thay đổi tư duy của mình cũng như là phát triển cái vấn đề bưng cháo của mình. Và cảm ơn mọi người. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Đây là video tiếp theo trong chuỗi series Mình Đọc Gì. Mình rất mong là mọi người, những người đang xem video của mình và tất cả các bạn, chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể vượt qua cái đợt dịch này nha. Và cho mình gửi lời thăm sức khỏe tới các bạn, những viewer xinh đẹp dễ thương của mình, đẹp trai đẹp gái và cả gia đình của các bạn nữa. Trong cái lúc mà bán mang đi như thế này này thì mình rảnh mà cho mọi người mình có thời gian, xong rồi mình xem lại là thời gian qua quán của mình hoạt động như thế nào, cách thức như thế nào và những cái ưu khuyết điểm của quán ra sao, để mà khi dịch qua đi và tiếp tục duy trì hoạt động của quán để quán càng ngày phát triển hơn tới một cái dịch vụ chất lượng tốt hơn nữa. Bên cạnh đó thì mình trau dồi thêm kiến thức bằng cách là bổ sung thêm nhiều cuốn sách về nhà hàng hơn, là khi mà mở quán rồi bắt đầu tiếp xúc với nhiều người hơn thì mình cảm thấy hơi bỡ ngỡ, mình phải trau dồi rất khá là nhiều. Và đây là một trong những cuốn sách mà mình đã tạo về trong đợt dịch. Mình cũng tạo được nhiều cuốn á, nhưng mà đại loại là mình phải đọc xong, sau đó là mình tìm ra những cái ưu khuyết điểm của sách cũng như là cái áp dụng vào thực tế. Mình cố gắng chia sẻ từng cuốn một, tại vì như các bạn thấy đọc sách thì nó phải có hứng, và cả vấn đề chia sẻ về sách cũng vậy. Nếu như mà mất cái hứng đó đi á thì mình khi mà mình đọc lại mình sẽ cảm thấy là nó buồn chán và nó kiểu gì á, nên là mình vừa đọc xong và mình ghi chú ra những cái điều hay, những điều không hay, những cái mà mình có thể áp dụng được và mình muốn chia sẻ tới các bạn. Thể loại sách này nó lại hơi khá kiến chọn, đó là khi các bạn phải làm trong ngành dịch vụ, và ví dụ như nhà hàng không bao giờ nói không thì các bạn phải làm trong ngành ăn uống nhà hàng đó, thì các bạn đọc cuốn sách này các bạn mới cảm. Còn không thì các bạn hay đọc Tác Nhân Tâm hoặc là Khéo Ăn Nói Sẽ Được Thiên Hạ. Mình recommend là những bạn mà làm trong ngành phục vụ và đặc biệt là nhà hàng khách sạn thì các bạn nên đọc sẽ tốt hơn. Đầu tiên thì nói sơ qua về quyển sách này, sách khá là mỏng, nói chung là cũng xúc tích chứ không phải là kiểu dài dòng rồi quá hàng lâm. 191 trang. Tác giả là Yaginuma Kenichi, sinh năm 1976, bắt đầu tham gia ngành dịch vụ ở một nhà hàng món Ý từ 20 tuổi đến 25 tuổi. Ông trải qua các công việc của một bartender và cửa hàng trưởng ở quán bar. Năm 2002, tác giả gia nhập nhà hàng Kashita và có nhiều đóng góp trong thành công của nhà hàng này. Hiện ông đang hoạt động với tư cách là một nhà tư vấn về chất lượng dịch vụ. Từ chính cái tiêu đề của cái cuốn sách này nó gây ra cảm hứng cho mình và mình mua nó về. Đó là nhà hàng không bao giờ nói không, tạo dựng dịch vụ chạm tới trái tim khách hàng. Mình sẽ đọc sơ cho các bạn về cái phần cuối của sách để chúng ta có thể tưởng tượng được là sách nói gì. Nhưng mà cơ bản là từ cái tên sách mình cũng đã biết được là sách này sẽ chuyên nói về dịch vụ nhà hàng và thích hợp cho những bạn muốn làm dịch vụ trong cái ngành này và chúng ta muốn phát triển trong cái ngành này. Có công ty dù ở thời kỳ nào cũng trên đà phát triển và mở rộng kinh doanh. Có nhà hàng luôn luôn được yêu mến bất chấp cả thời gian. Có người vẫn không ngừng nâng cao thành tựu bất kể tình hình xung quanh đang như thế nào. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy ở tất cả những ví dụ trên đều tồn tại yếu tố con người. Cuốn sách này sẽ tổng hợp lại những sự kiện thực tế đã xảy ra trong khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa của tôi. Một người làm dịch vụ khi chuyển từ một quán bar sang làm việc tại một nhà hàng, cùng những cảm nhận của tôi khi đó. Hy vọng rằng tất cả những độc giả có duyên tiếp xúc với cuốn sách này, cũng như tất cả những người có liên quan đến từ khóa dịch vụ sẽ có thể cảm nhận được những khả năng vô hạn bị che giấu và sự phong phú mà ngành dịch vụ đang nắm giữ. Nếu được như thế thì quả thật tôi rất lấy làm vinh hạnh. Giá của cuốn sách này là 65.000 đây. Và các bạn có thể săn sale của nó ở những cái hội sách trên Shopee, Tiki, Lazada đó thì giá nó có thể là rẻ hơn nữa. Sách bao gồm 5 chương. Thì thứ tự của từng chương sẽ là chương 1 nhà hàng lý tưởng, chương 2 phải giữ được khách hàng cho dù có chuyện gì xảy ra, chương 3 là dịch vụ hướng đến là dịch vụ gì, chương 4 câu chuyện thay đổi và không thay đổi, chương 5 những điều nhận được từ dịch vụ. Khi mà đọc xong cái cuốn sách này mình tốn tầm 1 ngày, tại vì những cái vấn đề trong cái cuốn sách nó không hàn lâm và nó khá là đời thường nên là đọc tiếp thu rất là nhanh.
Cuốn sách này được cái là cái tên của nó rất là dễ gây ấn tượng và nó đánh vào đúng cái nhu cầu tò mò. Có nghĩa là đánh trúng cái đối tượng khách hàng. Mình tâm đắc một cuốn rất là hay, đó là tất cả các ngành liên quan tới yếu tố con người đều là dịch vụ. Một điều nữa mà mình recommend cho các bạn mua cuốn này đó là những kiến thức trong này nó không có hàn lâm như là những cuốn sách giáo khoa. Các bạn đọc rồi các bạn sẽ có cái định nghĩa là như thế nào là dịch vụ, rồi như thế nào là dịch vụ tốt, hoặc là như thế nào là con người tốt thì không phải. Mà đây là những cái câu chuyện thực tế từ chính cái cuộc sống, cái trải nghiệm của tác giả, những cái vấn đề rất là đời thường. Và mình nghĩ là bất kỳ một cái nhà hàng nào nó cũng sẽ xuất hiện những cái tình trạng như vậy. Và đây là cách giải quyết của tác giả, cũng như là cái cách, cái hướng giải quyết làm sao để chúng ta có thể đưa được cái nhà hàng đó lên một cái thành công nhất định. Có một câu tác giả nói là cuốn sách là tổng hợp những sự kiện của tác giả. Sự kiện là những cái gì đó rất là đặc biệt và cảm thấy nổi bật, nhưng mà khi mình đọc quá thì mình thấy là những cái tình huống trong cái cuốn sách này có thể xảy ra ở bất kỳ một nhà hàng nào, và chính ở cái quán ăn nhỏ bé mà hiện tại mình đang bưng cháo nó cũng xảy ra hàng ngày. Và khi mình đọc quá thì mình cũng cảm thấy rất thân quen và mình cảm thấy là chính mình đang ở trong cái cuốn sách này. Tuy nhiên á, có một vài điểm hạn chế ở sách mà mình nhận ra được sau khi đọc xong. Điều thứ nhất là tác giả nói về thành công của một nhà hàng, và ở đây là nhà hàng Kashita. Đầu tiên là nhà hàng thành công ở một địa điểm, sau đó tác giả chuyển qua một cái địa điểm mới do mặt bằng bị lấy, và cái địa điểm mới á, thì cái diện tích của cái nhà hàng nó tăng lên, có nghĩa là tác giả mất cái khả năng bao quát. Và tác giả cũng đã rất là lo lắng, tại vì khi mà ở một cái mặt bằng ở dưới một tầng không á thì tác giả có thể bao quát được và có thể quản lý được mọi chuyện. Nhưng mà sau đó cái nhà hàng đó thêm một cái tầng nữa, tác giả như kiểu là không có kiểm soát được mọi thứ và tác giả cảm thấy lo lắng. Nhưng mà tác giả đã vượt qua được nhờ vào nhân viên. Đó là nhân viên chung chí hướng, kiểm soát được mọi thứ nhờ và quản lý được nhân viên. Nó chỉ áp dụng cho một mô hình, đó là một cái nhà hàng duy nhất, và nó không có thể sử dụng khi mà chúng ta mở chuỗi được. Thì đó là những vấn đề to lớn hơn khi mở chuỗi. Nhưng mà trong một nhà hàng thì cơ bản là tác giả muốn nhắn nhủ với mọi người là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát được tình hình của khách hàng, đó lại là như vậy. Và chỉ cần khách hàng buông ra khỏi tầm mắt thì chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn. Giả luôn luôn khẳng định ở trong cuốn sách của mình là con người là yếu tố quan trọng nhất để dẫn đến thành công. Và để dẫn đến thành công thì đương nhiên là cần sự quản lý nghiêm ngặt, một sự quản lý thông minh, một sự quản lý hay ho gì đó. Và nhưng mà trong cuốn sách này không hề đề cập tới là làm sao để chúng ta có thể đào tạo được nhân viên hay ho, nhân viên quan tâm khách hàng, nhân viên tốt, nhân viên thế này thế kia. Và tác giả cũng không nói là chúng ta tìm nhân viên đó ở đâu cả, thì đó là một vấn đề lớn mà mình sẽ tìm ở những cái quyển sách khác chẳng hạn, hoặc là trong chính tình huống thực tế để mình có thể chia sẻ với mọi người. Tác giả luôn cố gắng làm vừa lòng khách hàng và tìm những, tạo những cái điểm nhấn, những cái dấu ấn khi mà khách hàng rời đi. Chỉ có điều đó là tác giả thôi, và tác giả đây là người quản lý nha, không phải là một nhân viên phục vụ. Có nghĩa là để có thể điều khiển và quản lý được nhà hàng thì chính các bạn phải là chủ, là quản lý, và hoặc là được trao quyền quản lý cái khách sạn nhà hàng đó trước. Sau đó các bạn làm vừa lòng khách hàng rồi, nhưng mà một vấn đề xảy ra đó là trong một tình huống nào đó bất khả kháng, tình huống cấp thiết, hôm đó các bạn bệnh hoặc là các bạn có vấn đề gia đình và các bạn không đi làm chẳng hạn, thì cái khách hàng đó lại cua lại và họ mong chờ những cái gì đó. Tại vì đã có một cái nhân viên phục vụ quen thuộc của mình rồi thì mọi người sẽ biết là nhân viên đó mình cần cái gì, như thế nào, ra sao. Thì hôm đó cái bạn đó lại nghỉ mất thì nó lại gây ra một cái khó khăn cho chính những cái nhân viên còn lại. Cơ bản đó là nhân viên phục vụ sẽ không có quyền quyết định trong một số vấn đề nhất định, như là tác giả ở đây. Tác giả thấy là khách hàng thích uống cái loại bia đó nên là tới cái cửa hàng đó xong rồi mua, và nó ở rất là xa. Mặc dù khi mang bia về thì khách hàng đã dùng tới món tráng miệng rồi, nhưng mà tác giả vẫn cảm thấy vui và khách hàng cũng vui và ấn tượng và quay lại. Nhưng mà thực tế ở ngoài khi mà quán xá các bạn đã đủ đông rồi á, các bạn sẽ không có thời gian, các bạn có thể nghĩ là mình có quyền quyết định mình sẽ đi mua, nhưng mà mình đi mua rồi công việc để lại sẽ cho ai? Tại vì đâu phải là trong một thời điểm chúng ta có một khách hàng nhất định đâu, chúng ta có muôn vàn khách hàng, và đó là điều ai cũng mong muốn khi làm dịch vụ. Chúng ta phải lựa chọn làm sao đó cho hợp lý, là mình để ý, sau đó là mình chuẩn bị vào những lần sau chẳng hạn. Mình cảm thấy khi mà bỏ công việc để làm những cái như vậy á, nó cũng rất tốt, nó sẽ tạo được ấn tượng với khách hàng này kia, nhưng mà nó chỉ phù hợp với những cái quán nhỏ thôi. Còn nếu muốn mở rộng mô hình kinh doanh hoặc là quán quá đông này kia thì mình tập trung quá vào một khách hàng, chúng ta sẽ lãng quên những cái khách hàng khác, và mỗi khách hàng đều là một cơ hội mà chúng ta có thể rất là khó khăn để mà kiếm được, nên là mình phải làm sao đó cho nó có một cái sự dung hòa nhất định. Xuyên suốt cuốn sách luôn, mình nhắc lại một lần nữa là tác giả luôn nhắc về vấn đề con người. Thì con người ở đây đó là từ cả nhân viên quản lý, từ bếp tới bàn, từ tất cả mọi thứ để tạo thành một cái nhà hàng.
Và các bạn nếu như mà có chung ngành với mình thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của mình. Mình phải tìm được những người chung chí hướng. Ví dụ như trên bàn á, khách yêu cầu là cái món đó, nhưng mà phải nấu theo kiểu của khách thì mình báo với bếp. Bếp cũng phải hiểu được và thông cảm và phải cố gắng dành nhiều thời gian đầu tư hơn cho cái món đó để đáp ứng được yêu cầu đó. Hoặc là trên bàn các bạn phải để ý là khách đó ăn hành này không này kia, cay không cay, nhiều nước ít nước đồ này kia đó, để chúng ta có thể báo với bếp, thì với bếp cũng cần một sự đồng thuận nhất định để có thể làm được đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng đó, có thể gây được ấn tượng tốt hơn, để có gây được ấn tượng tốt hơn, có được nhiều khách hàng hơn. Một cái mô hình kinh doanh nhỏ kiểu hộ gia đình hoặc là một cái quán nhất định á, thì marketing truyền miệng là tốt nhất. Nếu chúng ta gây được ấn tượng với một khách hàng á, thì khách hàng đó sẽ dẫn bạn tới, người thân, gia đình tới, và chúng ta sẽ có được nhiều khách hàng hơn. Đó là lý do mà chúng ta cần một cái team hậu phương cực kỳ là chung chí hướng. Tác giả nói như vậy, nhưng mà làm sao để tìm được hậu phương chung chí hướng hoặc là tìm được những người đồng đội chung chí hướng thì khác tác giả cũng không nói, và đó cũng là một câu hỏi rất là lớn mà mình đang tìm cách để trả lời. Ví dụ như trong bếp của các bạn có món bò đi, mà menu chỉ có bò xào lăn, bò tái chanh mà này mà kia, nhưng mà tác giả lại muốn ăn bò cuộn cải xanh, thì các bạn cần phải hỏi bếp là bếp có làm được món đó hay không, hoặc là như thế nào đó. Chúng ta phải trao đổi với khách hàng là dạ bếp có món đó nhưng mà này kia, nhưng mà tại vì bếp không chuyên và bếp cũng ít làm nên là bếp vẫn sẽ phục vụ, nhưng mà với sự cố gắng nỗ lực hết mình, chỉ có điều là không biết là có đạt được tiêu chuẩn đó hay không. Thì sau khi sử dụng, khách hàng vui là bác lại đối với mình để mình có thể cố gắng hoàn thiện hơn. Và rất cảm ơn mọi người, thì mọi người có thể đóng những cái món đó nhưng mà nó không được chuyên nghiệp hay không. Nếu khách hàng đồng ý thì tốt, còn nếu không thì thôi, tại vì mình cũng phải nói trước. Nếu không mình kêu đúng rồi, bếp của em giỏi lắm, cái gì cũng làm được, thì đem lên một cái món nó không được như kỳ vọng của khách hàng đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cái cơ hội nào đó mà chúng ta không biết được đâu. Và quan trọng là bếp cũng phải làm được và bếp phải hiểu, làm với một cái tâm thế là đúng rồi, mình có cải xanh và mình có bò và mình cố gắng làm, cố gắng hết sức là được. Tại vì ở trên bàn mọi người đã lo cái phần khách xong hết rồi, miễn sao mình làm sao để có thể mang được cái món ăn ngon nhất và tốt nhất cho khách hàng là được, chứ không phải là menu nó có chừng đó mình cứ đòi hỏi này kia rồi này kia. Đó là khi mà chúng ta bán cho khách du lịch thôi, những vị khách mà tới ăn một lần và có thể quay lại và không quay lại, nhưng mà cái tần suất mình gặp họ rất là ít. Ví dụ như một năm một hai lần, đó là ở Đà Lạt, còn những tỉnh khác thì có khi là một năm một lần, và thậm chí là cái tần số nó còn ít hơn nữa. Nên là để tìm được một cái team, một cái đội ngũ mà chung chí hướng thật sự rất và cực kỳ khó khăn. Thì tổng kết lại cuốn sách này nói về những trải nghiệm của một quản lý ở một nhà hàng và làm sao để cái nhà hàng đó nổi tiếng và có một lượng khách ổn định và phát triển. Mà trong này là không đề cập tới phát triển thành cái nhà hàng thứ hai nha, chỉ là quy mô nhỏ hơn và phát triển thành công lên một cái quy mô lớn hơn thôi. Cái tốt nhất của cái cuốn sách này nhắc đến đó là yếu tố con người, tại vì con người là yếu tố quyết định của mọi vấn đề, nhưng mà cũng là con người. Cái cuốn sách này không giải quyết được vấn đề là làm sao chúng ta có thể tìm được cái con người đó ở đâu thì chưa thấy, và có thể là cũng tác giả ở nhiều cuốn sách khác mà mình chưa biết, thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu. Mời các bạn đã dành thời gian xem video của mình, nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhấn cái chuông nghe thì mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu, muốn nghe, muốn review về bất kỳ một cuốn sách nào, và đặc biệt trong cái lĩnh vực này, vì mình cũng là newbie thôi, nên là mình rất mong nó có ý kiến của các bạn đóng góp cho mình những cái đầu sách hay về lĩnh vực này và nhiều lĩnh vực khác mình sẽ cố đọc và để review cho mọi người. Và đặc biệt là mình rất cần ý kiến đóng góp của các bạn về những cái tên, những cái đầu sách hay trong cái ngành này để mình có thể đọc và để thay đổi tư duy của mình, cũng như là phát triển cái vấn đề bứng cá của mình. Và cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.